English for Engineering. Bài 2. Mô tả kích thước và hình dạng vật thể. Phần 1. Từ vựng. Phần 2. Cách đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh về kích thước đồ vật. Phần 3. Cách hỏi và mô tả hình dạng đồ vật. Phần 1. Từ vựng. Now. 1. Vocabulary. Tool. Tool. Dụng cụ. Set square. Set square. Thước EC. Spanner. Spanner. Ngõ lớp. Bolt. Bolt. Bù lông. Nut. Nut. Ốc vặn bù lông. Nail. Nail. Cái đinh. Shape. Shape. Hình dạng. Square. Square. Hình vuông. Circle. Circle. Hình tròn. Triangle. Triangle. Hình tam giác. Rectangle. Rectangle. Hình chữ nhật. Well. Well. Giếng nước. Bridge. Bridge. Cái cầu. Wire. Wire. Dây kim loại. Rope. Rope. Dây thừng. Coin. Coin. Đồng tiền. Clock. Clock. Đồng hồ. Truck. Truck. Xe tải. Book. Book. Quyển sách. Plug. Plug. Phích cắm điện. Blackboard. Blackboard. Bảng đen. 2. Sentence patterns. A. What are these tools called? What are these tools called? Những dụng cụ này được gọi là gì? B. What are these shapes? What are these shapes? Những hình dạng này là gì? C. What are these? What are these? Những cái này là gì? Phần 2. Cách đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh về kích thước đồ vật. 1. Vocabulary. A. Adjective. High. High. Cao.
long, long, dài, deep, deep, sâu, wide, wide, rộng, thick, thick, dày, be, verb, make, make, chế tạo, làm ra, help, help, giúp đỡ. Two sentence patterns. How long is the cabinet? How long is the cabinet? Tủ này dài bao nhiêu? It's 2 meters long. It's 2 meters long. Nó dài 2 mét. How wide is it? How wide is it? Nó rộng bao nhiêu? It's 1 meter wide. It's 1 meter wide. Nó rộng 1 mét. How high is it? How high is it? Nó cao bao nhiêu? It's 3 meters high. It's 3 meters high. Nó cao 3 mét. Trong phần 2 này, chúng ta có học về cách hỏi chiều cao. How high is it? Khi đó các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa hai cách hỏi How high and how tall. Bài học dưới đây sẽ giúp các bạn phân tích hai từ high và tall. Với high được dùng để chỉ chiều cao đo đạc của một vật từ đáy lên đỉnh của nó. Chúng ta cùng xem ví dụ này nhé. The fence is over 5 meters high. The fence is over 5 meters high. Cái rào thì cao trên 5 mét. Được dùng để miêu tả khoảng cách của một vật tính từ mặt đất. Chúng ta cùng xem ví dụ này nhé. How high was the plane when the engine failed? How high was the plane when the engine failed? Chiếc máy bay đang ở độ cao bao nhiêu khi động cơ bị hỏng? Diễn tả thứ gì đó ngoài tầm với hoặc xa mặt đất như a high bookshelf, a high window. Dùng cho những thứ có kích cỡ chiều rộng lớn như high mountains, high walls. Với tall, thường để chỉ chiều cao của con người. Chúng ta cùng xem ví dụ này nhé. My brother is much taller than me. My brother is much taller than me. Anh trai tôi cao hơn tôi nhiều. Thường được sử dụng để miêu tả những vật cao, hẹp như cây. Chúng ta cùng xem ví dụ này nhé. Tall factory chimneys. Tall factory chimneys. Những cái ống khói cao của nhà máy. Tuy nhiên, với từ building, ta có thể dùng cả hai từ high hoặc tall đều được. Nhưng ta bắt gặp building đi với từ high nhiều hơn. Phần 3. Cách hỏi và mô tả hình dạng đồ vật. 1. Vocabulary.
A noun. Hole. Hole. Lỗ, lỗ hở, lỗ hỏng. Blade. Blade. Lưỡi dao, gươm. B. Adjective. Circular. Circular. Có hình tròn. Round. Round. Tròn. Two. Sentence patterns. A. The door is rectangular. The door is rectangular. Cái cửa có hình chữ nhật. The clock is round. The clock is round. Đồng hồ có hình tròn. B. This ruler is triangular. This ruler is triangular. Cái thước này có hình tam giác. That socket is circle. That socket is circle. Ổ cắm điện có hình tròn. C. What shape is the window? What shape is the window? Cửa sổ có hình gì? The window is rectangular. It is 2 meters long and 4 meters high. The window is rectangular. It is 2 meters long and 4 meters high. Cửa sổ có hình chữ nhật. Nó dài 2 mét và cao 4 mét.